Kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Trước hết là những nội dung chính có trong chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 27 tháng 3. Là chương trình mở màn cho năm du lịch Tuyên Quang năm 2022, lễ hội khinh khí cầu quốc tế Tuyên Quang lần thứ nhất được diễn ra từ ngày 30 tháng 3 năm 2022 đến ngày 3 tháng 4 năm 2022 với sự tham gia của hơn 20 khinh khí cầu từ khắp các quốc gia trên thế giới. Hoạt động xuất khẩu của Tuyên Quang trong 3 tháng đầu năm 2022 tiếp tục giữ được nhịp tăng trưởng. Hàn Quốc ghi nhận ca mắc mới dưới mức 400.000 ca trong ngày thứ 3 liên tiếp, trong bối cảnh nước này dần nới lỏng các biện pháp hạn chế dù biến thể Omicron vẫn tiếp tục lây lan. Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo kháng chiến sẽ được tổ chức vào tối ngày 31 tháng 3 tại quảng trường Tân Trào, huyện Sơn Dương. Hiện nay, các đơn vị đang tích cực luyện tập, chuẩn bị cho buổi lễ. Các tiết mục văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo kháng chiến đã được các diễn viên luyện tập từ nhiều ngày qua. Với mỗi nghệ sĩ diễn viên tham gia chương trình biểu diễn tại quê hương Tân Trào lịch sử là một niềm vinh dự, tự hào. Tiến trình lịch sử cách mạng Việt Nam và quyết định lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi tiếp tục trở lại Tuyên Quang lãnh đạo kháng chiến được tái hiện bằng hình tượng nghệ thuật với những hoạt cảnh sân khấu, các tác phẩm nghệ thuật, chương trình cũng sẽ có sự tham dự của các nghệ sĩ nổi tiếng. Chúng tôi đã phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận từ diễn viên ở Hà Nội về rồi diễn viên quần chúng ở Tuyên Quang, chắc chắn là sẽ có một chương trình tốt cho khán giả. Gần 100 công nhân viên của công ty Hàm Nghi Hà Nội đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ hoàn chỉnh sân khấu, mặt bằng, mỹ thuật, tăng âm ánh sáng. Đến thời điểm này, các khâu chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 75 năm Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo kháng chiến đã cơ bản hoàn thành. Các đơn vị được giao nhiệm vụ đều đã chủ động thực hiện tốt các nội dung được phân công. Bên chúng tôi đang tập trung nhân lực để có thể hoàn thiện nhanh nhất cho chương trình để có thể tiến vào sơ duyệt và tổng duyệt. Với sự chuẩn bị chu đáo này của các đơn vị, lễ kỷ niệm sẽ là một trong những điểm nhấn để giáo dục truyền thống cách mạng, khẳng định vị thế của Tuyên Quang trong tiến trình lịch sử cách mạng và góp phần giới thiệu quảng bá giá trị của khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, bản sắc văn hóa truyền thống, góp phần phát triển du lịch của Tuyên Quang. Là chương trình mở màn cho năm du lịch Tuyên Quang 2022, lễ hội kinh khí cầu quốc tế Tuyên Quang lần thứ nhất được diễn ra từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4 năm 2022 với sự tham gia của hơn 20 kinh khí cầu từ khắp các quốc gia trên thế giới như Anh, Mỹ, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Tây Ban Nha và Hà Lan. Đại diện cho màu cờ sắc áo của đội chủ nhà Việt Nam, kinh khí cầu Vietjet cũng sẽ tham gia lễ hội kinh khí cầu quốc tế năm nay. Tham dự lễ hội kinh khí cầu lớn nhất Việt Nam tại Tuyên Quang, du khách sẽ lần đầu tiên được mãn nhãn với những màn bay biểu diễn kinh khí cầu đặc sắc, giao lưu cùng đoàn phi công quốc tế, Hoa hậu Lương Thủy Linh và thưởng thức lễ hội trình diễn ánh sáng kết hợp với âm nhạc sôi động, tạo nên một bữa tiệc độc đáo có một không hai. Du khách còn có cơ hội trải nghiệm dịch vụ bay treo, bay tự do trên kinh khí cầu dưới sự điều khiển của những phi công quốc tế dày dặn kinh nghiệm, hòa mình vào không gian thiên nhiên rộng lớn và hùng vĩ, thỏa sức ngắm nhìn sông núi Tuyên Quang cũng như những điểm đến du lịch đặc trưng như khu di tích Tân Trào, hồ Na Hang, thung lũng Thượng Lâm với góc nhìn mới mẻ từ trên cao. Trong cái chương trình nó sẽ có xuất hiện nhiều cái khinh khí cầu, dự kiến là 15 khinh khí cầu lớn được và là thả nổi ở qua những cái khe núi ở Tuyên Quang. Bên cạnh đó thì những phi công sẽ được mời tới từ những cái quốc gia nổi tiếng như là Tây Ban Nha hoặc là ở Hàn Quốc. Khi mà mình đến Tuyên Quang á, thì mình thấy rằng là Tuyên Quang giống như là một nàng thơ mà chưa được khai thác nhiều. Đó là cái điều mà rất là nhiều người thích. Xu hướng bây giờ người ta thích trở về với thiên nhiên. Mà cái quan trọng mình giữ được những cái vẻ đẹp thiên nhiên đó thì cái đó chính là cái mà thu hút nhiều khách du lịch tới Tuyên Quang. Một điều đặc biệt trong lễ hội lần này là du khách có thể trải nghiệm cảm giác bay kinh khí cầu hoàn toàn miễn phí khi mang theo thẻ lên máy bay hoặc vé điện tử của Vietjet với thời gian bay từ 15 tháng 3 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Ngoài các hoạt động trải nghiệm kinh khí cầu, du khách còn có thể thỏa sức khám phá Tuyên Quang qua những hoạt động đua thuyền kayak trên lòng hồ Na Hang, tham gia các hoạt động nhảy lửa, tour khám phá rừng nguyên sinh, đi hồ thưởng thức cá massage chân.
tham dự lễ hội đường phố. Trekking núi Hồng hay thưởng thức đặc sản Tuyên Quang nổi tiếng như bánh nếp nhân trứng kiến, xôi ngũ sắc, cơm lam, thịt gác bếp. Đừng bỏ lỡ cơ hội chào hè 2022 hoành tráng với những khoảnh khắc check-in cực phẩm tại lễ hội kinh khí cầu lớn nhất Việt Nam ngay hôm nay. Du lịch nghỉ dưỡng đang là một trong những loại hình du lịch được nhiều người yêu thích. Với cảnh quan thiên nhiên, văn hóa đậm đà bản sắc, con người nồng hậu, mến khách là những lợi thế để Tuyên Quang đẩy mạnh phát triển loại hình du lịch này. Cách thị trấn Na Hang hơn 50 km, xã Hồng Thái là điểm du lịch nghỉ dưỡng hấp dẫn du khách bởi khí hậu trong lành, mát mẻ quanh năm, những thửa ruộng bậc thang đẹp mắt và núi non hùng vĩ. Khi đến với Hồng Thái, du khách nên một lần lưu trú tại những homestay như thế này. Ngoài không gian mới lạ, độc đáo, thì tại đây quý vị còn có thể tìm hiểu và có những trải nghiệm thực tế về những nét đẹp văn hóa của các đồng bào dân tộc bản địa. Những homestay của người giao tiền tại Hồng Thái vẫn giữ được lối kiến trúc truyền thống, nhiều không gian mở để khách du lịch có thể tận hưởng cảnh đẹp thiên nhiên. Một số gia đình tại đây cũng đã đầu tư xây dựng các địa điểm nghỉ dưỡng, lưu trú theo hướng hiện đại, kèm theo các dịch vụ trải nghiệm để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. Những năm gần đây, khi đến các điểm du lịch nổi tiếng của Tuyên Quang như Na Hang, Lâm Bình, du khách có thể thấy được sự đổi mới, người dân chuyên nghiệp hơn trong cách làm du lịch. Nhiều hộ đã tận dụng những lợi thế cảnh quan, nét đẹp văn hóa để tạo nên những nơi lưu trú hút khách. Như homestay tại thị trấn Na Hang này là một ví dụ. Một nơi nghỉ dưỡng ngay cạnh sông Gâm thơ mộng với thiết kế phòng độc đáo trong các container. Đó cũng là những điểm gây ấn tượng đối với du khách khi đến đây. Để tiếp đón khách thì Na Hang Joy Fun Home chúng tôi luôn sẵn sàng chuẩn bị tất cả các phòng ốc thật chu đáo để khách hài lòng. Và chúng tôi luôn có tất cả những cái trải nghiệm như là thuyền kayak này, câu cá này, bể bơi này. Chúng tôi đều chuẩn bị đầy đủ hết để phục vụ khách cách chu đáo. Tuyên Quang là một vùng đất có lợi thế về thiên nhiên, văn hóa địa phương để phát triển các khu nghỉ dưỡng cao cấp theo hướng du lịch bền vững. Hiện nay điểm nhấn của các mô hình nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh đó chính là việc gắn với bản sắc văn hóa của địa phương để phát triển. Với mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, những chính sách cơ chế thu hút đầu tư từ các tập đoàn, doanh nghiệp sẽ là những bước đệm để Tuyên Quang phát triển hơn nữa các loại hình du lịch, trở thành một điểm đến hấp dẫn trong khu vực miền núi phía Bắc. Thưa quý vị và các bạn, sau 3 ngày diễn ra, vào chiều ngày hôm nay 27 tháng 3, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức lễ bế mạc cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2021-2022, tuyên dương trao giải cho các dự án xuất sắc, trong đó Tuyên Quang có dự án đoạt giải 3. Được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm 2021-2022 có sự tham gia của 71 đơn vị với 144 dự án. Theo đánh giá của ban giám khảo cuộc thi, các lĩnh vực nghiên cứu dự thi năm nay khá phong phú. Nhiều đề tài được chuẩn bị công phu, có nội dung và phương pháp nghiên cứu phù hợp. Một số đề tài tiếp cận những vấn đề mới. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao thưởng cho 12 dự án đoạt giải nhất, 15 dự án đoạt giải nhì, 17 dự án đoạt giải ba và 27 dự án đoạt giải tư, 23 dự án đạt giải triển vọng. Tuyên Quang tham gia với 2 dự án. Nghiên cứu điều chế vật liệu mới natri liti mangan coban oxit với cấu trúc lớp ứng dụng chế tạo pin ion natri dùng trong lưu trữ năng lượng điện và robot trợ lý bác sĩ của học sinh trường trung học phổ thông chuyên. Trong đó có dự án nghiên cứu điều chế vật liệu mới natri liti mangan coban oxit với cấu trúc lớp ứng dụng chế tạo pin ion natri dùng trong lưu trữ năng lượng điện của hai học sinh Mai Hồng Đức, Vũ Minh Châu đạt giải 3 và được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2021-2022 nhằm khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu khoa học sáng tạo kỹ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức của các môn học và giải quyết những vấn đề của thực tiễn đời sống, góp phần đưa phương pháp giáo dục STEAM vào nhà trường, đồng thời tạo sân chơi bổ ích cho các em học sinh đam mê nghiên cứu khoa học.
Hoạt động xuất khẩu của Tuyên Quang trong 3 tháng đầu năm 2022 tiếp tục giữ được nhịp tăng trưởng. Đáng chú ý, trong tháng 2 vừa qua, dù có số ngày làm việc ít hơn 2 tháng còn lại do trùng vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, song vẫn có nhiều mặt hàng xuất khẩu đạt kim ngạch cao. Đây là tiền đề quan trọng để xuất khẩu tăng tốc trong quý 2 tới. 3 tháng đầu năm, sản phẩm giấy in viết, photo thành phẩm của công ty cổ phần giấy An Hòa đã ước thực hiện xuất khẩu được 100 tấn, có mức tăng 500% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng trưởng vượt trội ngay cả trong tình huống phải ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Xuất khẩu các sản phẩm từ giấy hiện đã có mặt ở thị trường nhiều nước trên thế giới. Với việc xây dựng được vùng nguyên liệu rộng lớn đã giúp doanh nghiệp chủ động được nguồn nguyên liệu, có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài. Công ty cũng đã chủ động duy trì thị trường cũ, mặt khác cũng đẩy mạnh khai thác thị trường mới, nên từ đầu năm đến nay vẫn luôn ký đơn hàng. Năm 2022 thì chúng tôi cũng đã có những biện pháp chống dịch hoàn toàn mới, thích ứng và an toàn chống dịch, thì cũng đảm bảo hàng hóa được lưu thông cũng như là không tắc nghẽn các cái chuỗi cung ứng, chú trọng phát triển thêm những cái sản phẩm mới để thích nghi với thị trường ngày một cạnh tranh hơn. Qua đó thì đảm bảo được sản xuất kinh doanh cũng như là tiêu thụ được thông thương. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp thì nhu cầu về hàng tiêu dùng càng cao. Tận dụng cơ hội này, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu có lợi thế trong tỉnh đã đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mà đặc biệt là thương mại trực tuyến để quảng bá thương hiệu, tận dụng các cơ hội mà các hiệp định thương mại tự do mang lại. Việc nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh cũng được nhiều doanh nghiệp chú trọng thực hiện, góp phần tạo dựng lòng tin và chinh phục được nhiều thị trường nước ngoài hơn. Thị trường chủ yếu hiện nay tập trung vào các nước và khu vực như Mỹ, EU, Canada, Nhật Bản, các nước Đông Âu và Đông Nam Á. Theo số liệu của Sở Công Thương tỉnh, giá trị xuất khẩu hàng hóa của Tuyên Quang trong 3 tháng đầu năm có sự khởi sắc, ước đạt gần 31 triệu đô la Mỹ, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều mặt hàng trong nhóm xuất khẩu có giá trị xuất khẩu tăng cao như sản phẩm giấy in viết, photo thành phẩm, hàng dệt may. Sở Công Thương cũng trực tiếp làm việc với lại các doanh nghiệp xuất khẩu, đặc biệt là cái doanh nghiệp xuất khẩu có cái giá trị sản lượng lớn thì sẽ cùng với họ là để tổ chức sản xuất cũng như là tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đồng thời là sẽ tìm những cái bạn hàng mới hay là những cái đơn hàng mới ở các cái nước khác hay là thị trường khác để căn cứ vào cái hiệp định thương mại tự do thế hệ mới hiện nay là chúng ta có ưu ái gì thì là chúng ta sẽ thông tin đến cho các doanh nghiệp để các doanh nghiệp căn cứ vào đó để chủ động trong cái việc sản xuất. Trong bối cảnh khó khăn chung, xuất khẩu hàng hóa của Tuyên Quang trong 3 tháng đầu năm đã duy trì đà tăng trưởng dương. Điều này cho thấy các doanh nghiệp đã tận dụng tốt các cơ hội mang lại cũng như thực thi hiệu quả các giải pháp hỗ trợ thúc đẩy xuất khẩu. Như thường lệ vào chương trình thời sự tối chủ nhật hàng tuần, xin mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại những sự kiện nổi bật trong tuần. Tại cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy diễn ra tuần qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Lâm yêu cầu trong quý 2 cần tăng cường kiểm soát dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, tập trung chỉ đạo triển khai các đề án, nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, quy định các mốc hoàn thành các phần việc của từng công trình, dự án, kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh để học sinh được đi học trực tiếp, đảm bảo an toàn mở cửa du lịch, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp, quản lý chặt chẽ tài nguyên đất đai, khoáng sản, có giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cũng trong tuần qua, nhiều hoạt động chào mừng 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đây là dịp để mỗi đoàn viên thêm tự hào về truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam và ý thức rõ hơn về trách nhiệm cống hiến của mình. Hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên của tỉnh thời gian qua góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tổ chức đoàn đã phát huy tinh thần nỗ lực vượt khó, khả năng sáng tạo, xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế, lập nghiệp, xây dựng nông thôn mới, thích ứng tổ chức linh hoạt các hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ người dân trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Thực hiện thích ứng linh hoạt và an toàn, tuần qua, học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 được quay trở lại trường học trực tiếp. Các cơ sở giáo dục đào tạo tiếp tục tổ chức các hoạt động đảm bảo kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong trường học, đồng thời đảm bảo chất lượng dạy và học, đặc biệt với học sinh cuối cấp. Theo phân loại cấp độ dịch mới nhất của tỉnh Tuyên Quang, hiện nay tỉnh không còn đơn vị vùng đỏ, 17 đơn vị trong vùng cam, nên trong tuần tới, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 ở vùng xanh và vùng vàng cũng sẽ bắt đầu trở lại trường học. Các trường sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để tổ chức dạy học kết hợp trực tuyến và trực tiếp.
Theo nghị quyết 17 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, từ ngày 1 tháng 4, người lao động được làm thêm trên 40 giờ, nhưng không quá 60 giờ trong một tháng và cũng không được vượt quá 300 giờ mỗi năm. Về số giờ làm thêm trong một năm, theo Điều 1 của nghị quyết 17, trường hợp người sử dụng lao động có nhu cầu và được sự đồng ý của người lao động, thì được sử dụng người lao động làm thêm trên 200 giờ, nhưng không quá 300 giờ trong một năm. Việc thực hiện quy định về số giờ làm thêm tại nghị quyết này phải tuân thủ đầy đủ các quy định khác có liên quan của Bộ Luật Lao động. Chuyển sang các thông tin trên thế giới, một thềm băng có kích thước bằng thành phố Los Angeles, Mỹ tại khu vực phía Đông Nam Cực đã tan rã và sụp đổ hoàn toàn trong tháng 3 sau một đợt nắng nóng khắc nghiệt trong khu vực. Các nhà khoa học thuộc Cục Khí tượng Australia cho biết đây là lần đầu tiên kể từ khi ảnh vệ tinh bắt đầu được dùng để quan sát Nam Cực. Cách đây gần 50 năm trước, họ đã nhìn thấy sự sụp đổ của một thềm băng ở phía đông lục địa này. Theo đó, sự sụp đổ của thềm băng Conger cộng với 1.165 km xảy ra giữa tháng 3, theo dữ liệu của trạm nghiên cứu Korea ở Nam Cực. Và thời điểm giữa tháng 3, nhiệt độ ở khu vực là khoảng âm 12 độ C, ấm hơn 40 độ so với nhiệt độ thông thường tại địa điểm này của năm. Các nhà khoa học cho rằng nhiệt độ này là kết quả của hiện tượng sông trong khí quyển giữ nhiệt trên lục địa. Thềm băng là phần mở rộng của các tảng băng trôi trên đại dương. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn dòng chảy của băng trên lục địa ra biển. Nếu không có chúng, băng trong đất liền sẽ chảy nhanh hơn, tràn ra đại dương, khiến mực nước biển dâng cao. Thềm băng Conger đã bị thu hẹp từ giữa năm 2000. Đến ngày 4 tháng 3 năm nay, thềm băng này đã mất hơn một nửa diện tích bề mặt so với các lần đo vào tháng 1. Một số sông băng lớn ở Tây Nam Cực đang di chuyển nhanh, và nếu các thềm băng phía trước chúng sụp đổ hoàn toàn, mực nước biển có thể dâng tới 3 mét trong nhiều thế kỷ tới. Hàn Quốc ghi nhận ca mắc mới dưới mức 400.000 ca trong ngày thứ 3 liên tiếp, trong bối cảnh nước này đang dần nới lỏng các biện pháp hạn chế dù biến thể Omicron vẫn tiếp tục lây lan. Cụ thể, Hàn Quốc ghi nhận 318.130 ca mắc mới. Nhìn chung, số ca mắc mới có xu hướng giảm trong tuần qua. Trung bình 357.000 ca một ngày, thấp hơn so với mức trung bình 405.000 ca một ngày được ghi nhận trong tuần trước đó. Hàn Quốc đang trải qua làn sóng dịch bệnh nghiêm trọng nhất kể từ khi dịch bùng phát, khiến tổng số ca mắc bệnh tại Hàn Quốc vượt mốc 10 triệu vào đầu tuần này. Có đến gần 9 triệu ca được ghi nhận tại nước này kể từ đầu tháng 2. Bệnh viện dành cho con người thì quá quen thuộc, nhưng bệnh viện dành cho chim ưng là một điều khá mới mẻ. Hãy đến với đất nước Qatar để cùng trải nghiệm bệnh viện mới mẻ này. Chim ưng là loại vật nuôi phổ biến ở Qatar. Đa số người nuôi chim ưng đều xem chúng như tài sản quý giá. Vì vậy, họ muốn chúng được chăm sóc tốt nhất có thể. Đây là lý do mà Bệnh viện Chim ưng Saud Waqif được thành lập. Hiện nơi đây tiếp nhận hơn 150.000 con chim ưng mỗi ngày. Giám đốc Bệnh viện Saud Waqif cho biết, Bệnh viện Chim ưng Saud Waqif là nơi chẩn đoán và điều trị các bệnh mà chim ưng có thể mắc phải. Bệnh viện có các thiết bị y tế và phòng thí nghiệm tiên tiến, cũng như đội ngũ nhân viên y tế giàu kinh nghiệm. Cũng giống như các bệnh viện dành cho con người, bệnh viện có các khoa khám và điều trị khác nhau, kể cả phòng phẫu thuật, phòng chụp X-quang, các thiết bị nghiên cứu nội tạng của chim ưng hay phòng phân tích máu của chúng. Ngoài ra, nơi đây còn có dịch vụ làm đẹp thay lông và móng dành cho loại chim này. Ngay sau đây, chúng tôi xin được cập nhật số liệu tiêm vaccine COVID-19 đến hết ngày hôm nay 27 tháng 3. Hôm nay ngày 27 tháng 3, huyện Hàm Yên là địa phương duy nhất trong tỉnh tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người trên 18 tuổi với tổng số là 2.195 mũi tiêm, trong đó có 15 mũi 1, 109 mũi 2 và 2.071 mũi 3. Đến ngày hôm nay, ngày 27 tháng 3, tỷ lệ tiêm mũi 3 toàn tỉnh đạt 72,2%. Thành phố Tuyên Quang có tỷ lệ tiêm cao nhất là trên 83%. Tiếp đó là huyện Yên Sơn 74,1%, Hàm Yên 73,4%, Chiêm Hóa 71,7%, Lâm Bình 67,7%, Na Hang 66,6% và thấp nhất là huyện Sơn Dương đạt 62,7%. Đến nay, 100% người đủ từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành tiêm mũi 1, tỷ lệ tiêm đủ 2 mũi đạt 99,8%. Đối với trẻ từ 12 đến 17 tuổi, tỷ lệ tiêm một mũi đạt 99,7% và mũi 2 đạt 96,6%.
Và những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Ngay sau đây sẽ là thông tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự tiếp theo.